Xin chào tất cả mọi người và chú bác đã quay trở lại với kênh Hà Nội đi Nhật Bản Hồng Vân. Và tiếp theo đây là phần 2 nha mọi người, phần 2 của clip giá khuyến mãi yêu thương dành tặng cho tất cả các mọi người và chú bác ha mọi người. Thì mã số 14 là mã số tiếp theo đây. Đó, mình có mười mấy cây dít luôn. Thì trước khi mà vô chi tiết những cái mặt hàng này thì mình có một vấn đề cần lưu ý, đó là riêng mấy cái clip yêu thương ngày hôm nay nha mọi người. Đó, là mình không bao ship, bình thường chú bác ơi, là bình thường trên 300 ngàn mình chuyển khoản đủ là mình bao ship. Riêng này là giá yêu thương lắm rồi chú bác ơi, giá yêu thương lắm rồi nên mình không có chịu việc phần ship nha chú bác. Đó, chú bác nào thích thì chú bác trả tiền ship giúp mình mua hàng nha. Rồi, ok. Còn điều thứ hai là chú bác xem hàng thật là kỹ trước khi chốt hàng giúp mình, tránh việc chuyển đi chuyển về mất công. Mấy cái giá này nó rẻ lắm rồi chú bác ơi. Đấy, và tất cả đồ mặt hàng ở đây đều là hàng mới hết nha mọi người, không có hàng thanh lý nha chú bác. Nó hàng thanh lý khác, hàng thanh lý khác, hàng đồ mới khác mà giá yêu thương nó khác nữa nha mọi người. Đó, hàng mới mà giá yêu thương là cái này là món quà rồi, không phải là hàng thanh lý chú bác, đừng nhầm lẫn nha mọi người. Đó, tại đợt trước có nhiều chú bác hỏi mình nữa, sao hàng thanh lý mà lại bán còn cao quá, thì xin lỗi xin thưa chú bác luôn, thì mấy cái mặt hàng này là đều hàng mới hết, chưa từng xuất hiện trên clip Hồng Vân bao giờ hết nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình vô chi tiết những mặt hàng nào. Ok, mã số 14, mã đầu tiên giá 250, đây mình có 2, 4, 6, 8, 10, 11 cái mặt hàng nha mọi người. Rồi, mình coi chi tiết những mặt hàng nha. Đầu tiên là một cây vít to, vít ba ke lớn nha mọi người. Cái vít rất là lớn luôn. Đấy, có đầu đóng đục luôn nè. Cái này để mình đóng đóng vít ha. Cây thứ hai đi. Bộ này màu vàng nha mọi người. Cây thứ hai cán cao su. Đó, thằng này của Vexcel hay gì chú bác. Đó, chrome vanadium cái chất liệu của nó mọi người. Đó. Rồi, dít là dít dẹp cái mũi còn nguyên hơn chú bác. Ok, cây thứ hai, cây thứ ba là một cái dít dài, dài thòn luôn. Cây thứ ba này tổng chiều dài của nó là lên tới là 30 phân nha mọi người. Thương hiệu của nó đây. Đó, nhìn khó thấy rồi ha. Đó, đầu dít là đầu dít dẹp chưa bể vỡ gì hết. Ok, 30 phân. Mấy cây này, hai cây này là 30 hết, cây này là 250 nha mọi người. Mình có để cái thước ở đó. Ok, cây thứ tư là của John Vanadium luôn. Cây này là chìa khóa 10 ly. Nó dành cho mấy con tán 10 ly nha mọi người. Đó, ok. Cây tiếp theo là cái cây tự động. Cây này mình để giữa thì mình không có dặn được, nhưng mà mình bật lên mình dặn được rồi chú bác. Là bật xuống mình dặn ngược lại. À, cây tự động ha, hàng nội địa Nhật bãi hết, tất cả đều là hàng bãi hết, chú bác yên tâm. Rồi, cái vít này dành cho ba ke nhỏ nha, những cái đầu vít nhỏ nha, nhỏ xíu luôn. Rồi, cây này dành cho những cái đầu vít dẹp nhỏ. Đó, lưỡi bén ngót luôn mọi người, hàng mới cáo à. Rồi, tiếp theo cây vít ba ke nữa, thêm cái vít ba ke đóng nữa nha mọi người. Hàng dùng để đóng, mình đóng tháo gỡ ha. Còn cây này có thể tháo ra hai đầu. Đó, đầy đủ luôn ha chú bác. Rồi, mình cứ mua combo 250, này hư cái này xài cái kia. Đấy, đơn giản thôi. Tiếp theo là có một cái kềm kẹp giữ đinh ốc cho chú bác nữa nè. Đấy, rồi cái kềm này cũng được sử dụng rất là nhiều luôn. Mã số 14 giá 250 ngàn, gồm có 2, 4, 6, 8, 10, 11 món hàng nha mọi người. 11 món hàng, mã số 14, 250 ngàn. Tiếp theo đây xin gửi đến chú bác thêm một mã số 11 nha mọi người. Mình quay lại mã số 11 giá 250 ngàn. À, cũng 250 ngàn luôn. Ở đây mình có 2, 4, 6, 8, 10, 11 món luôn. Đó, rồi, đầu tiên ha, một cái kèm kẹp giống chích hàng nội địa Nhật nè mọi người. Lưỡi kẹp còn nguyên hết, còn tốt hết nha chú bác. Đấy. Rồi, không có bị bể mẻ gì hết. Rồi, ok. Cái kẹp này size của nó là size 200 nha mọi người. Size của nó là size 200, mình mới làm rớt cái gì đó. Ok, đi kèm là nó có một cây vít đóng luôn. Cây vít đóng ở sau nè. Cây này cũng Vexcel nha mọi người, cũng Vexcel. À, vít ba ke đầu hít đàng hoàng luôn, không có bị bể mẻ gì hết. Cây này size 230. Tiếp theo là cái một cây vít nữa. Cái vít đầu này chắc tầm khoảng, nó có để số 4 mà chú bác. Đầu này chắc là khóa số 8 nè, mà dành cho mấy con tán số 8 nè. Ok, rồi. Đẹp nha mọi người, cán gỗ nha. Cây tiếp theo nè, cây tiếp theo cũng là cây gỗ luôn nha mọi người, cây gỗ luôn, đầu đóng luôn. Đó, vít ba ke đầu đóng nha mọi người. Tiếp theo là một cái cây thương hiệu của nó là gì mình cũng không rõ nữa. On hand, ký hiệu hàng nội địa Nhật nè, dấu vít hàng nội địa Nhật nè. Rồi, vít vít dẹp nha mọi người, vít dẹp không bể mẻ gì hết. Đó, một đường thẳng luôn. Rồi tiếp theo mình có một cái vít khoét của hàng nội địa Nhật luôn nha chú bác.
cái dít cái mũi khoét của nó đây. Đó, nhìn như cái mũi khoan sắt vậy chú bác. Rồi ok, giờ mình tới mấy cái dít này nha. Dít này cán cao su nè. Đó, cán cao su liền lạc không bể mẻ gì hết nha mọi người. Rồi đầu dít nè, đẹp ken sa beng luôn, hàng mới không nha chú bác. Tất cả hàng này mình xin nhắc lại không phải là hàng thanh lý nha mọi người, hàng giá yêu thương như chú bác đều là hàng mới hết. À, hàng chưa lên bán bao giờ hết, tất cả mặt hàng ở đây. Đấy. Rồi giá yêu thương gửi đến chú bác like và đăng ký và bấm luôn cái chuông để nhận được thông báo khi mà mình lên clip nha. Chú bác nào mà chưa mua được hàng kỳ này thì chú bác yên tâm đi, mình còn những đợt sau nữa chú bác cứ đăng ký bấm cái chuông để theo dõi cái kênh Shop Hồng Vân này của mình nhé. Đó, rồi mình có những cái mặt hàng nào ngon chất lượng mình gửi đến cho chú bác liền. Genomi, Genomi ha, cái này là cái vít ba ke nhỏ. Rồi tiếp theo là một cái vít tự động ha, mỗi một bộ mình sẽ thêm cho nó một cái vít tự động. Mấy cái này là mình đã cho những chú bác nào chưa biết thì mấy cái này mình đã lựa rất là lâu rồi, mình thức nguyên một đêm mình lựa cho chú bác hết. Đó, mỗi một cái bộ nào nó cũng như bộ nào thôi, bộ này có cái này thì bộ kia có cái kia, nên không có cái nào mà nó hơn cái nào hết đó. Chú bác yên tâm nha, ví dụ cái bộ màu vàng nãy có cái vít tự động thì bộ này cũng có cái vít tự động nha mọi người. Made in Japan nè, rồi xoay nè, đó rồi mình dặn xuống dưới là mình xoay ngược lại, mình dặn lên trên mình xoay ngược lại thôi chú bác. Đấy rồi ok, tiếp theo mình có một cái cây vít gì đây. Cái vít này nó đen đen, trong này nó kêu lọt cọc cọc gì nè chú bác, nó dán băng keo lum la hết. À, nó có mấy cái mũi, nó có mấy cái mũi vít ở trong này, mũi vít dẹp nhỏ, mũi lớn, mũi ba ke rồi đủ thứ hết chú bác. Mình tưởng nó bị bể không à, không phải nha mọi người. Đó, cái loại của nó như vậy ha, mình có thể thay cái đầu này cho nó nha mọi người. Ok, cái vít nhỏ xíu dễ thương. Tiếp theo mình có một cây lục giác, cái lục giác này số mấy mình cũng không rõ luôn. À, số 5mm nha mọi người, lục giác 5mm đó, chuyên dụng luôn nè. Rồi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 cây luôn, mã số 11, giá 250.000 cho cái bộ xanh dương này nha mọi người. Đó ok, tiếp theo đến là mã số 12, mã số 12 giá 250.000. đó, tất cả mặt hàng này chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người, vì giá nó quá sát luôn rồi, 250.000 mười mấy cái món hàng đấy, nên là giá tất cả mặt hàng này gửi đến giá yêu thương để tri ân khách hàng, nên mình không bao xíu, chú bác thông cảm giúp mình nhé. Ok, thì mã số này là mã số 12, nó có một cây kèm Rock Forest nha mọi người. Cái kèm này cũng là cây kèm kẹp giữ vít nè, giữ đồ nè, răng đồ là đẹp hết rồi chú bác. Đó, cây kèm này size 200, cây kèm lớn ha. Dưới này mình thấy nó có cái chữ gì đây nè, da băng nha mọi người. Dưới này nó có cái chữ da băng nè. Tất cả mặt hàng mình bán đều là hàng Nhật bãi hết 100%, nên chú bác yên tâm nha mọi người. Đó, rồi cái vít này cũng vậy luôn. Đó, cái vít này cũng là hàng Nhật bãi luôn. Vít ba ke đầu đẹp nè. Đó, rồi nó có những cái cán gồ ghề để mình cầm cho nó chắc. Ok. Tiếp theo là mình có hai cái dũa đi. Hai cái dũa này bán kèm luôn, một cái dũa nhỏ mini nè, mình vuốt mấy cái răng nhỏ nhỏ nè. Đó, dũa này dũa tròn nha chú bác. Đó, đôi khi mình sử dụng gia đình cũng rất là cần thiết luôn. Đấy, tiếp theo là mã số này là có một cái dũa dẹp nữa, cái dũa xanh lá nè. Đó, trên cái dũa này nó có cái chữ da băng luôn rồi chú bác ơi. Đó. Ok nha. Dũa cán cao su rất là đẹp luôn. Dũa còn nguyên không có bị hư bể gì hết. Tiếp theo có một cây cưa nhỏ đi kèm nữa chú bác. Cưa cầm tay nha mọi người, cưa cầm tay, cưa sắt đồ ha. Đấy, cưa sắt cầm tay. Tiếp theo là cây vít nhỏ. Cái vít nhỏ, vít ba ke. Trời lâu quá, nhiều quá. Nãy giờ mình coi quá trời mà chưa hết nữa chú bác ơi. Tiếp theo mình có một cái đồ sủn nha. Cái sủn này cũng made in Japan luôn nè. Đó, nhìn cái sủn này nó có vẻ dán băng keo xanh lá tàn tàn vậy chứ, nhưng mà thép là thép Nhật hết cho chú bác. Sản xuất là sản xuất tại Nhật hết luôn. Đó, lưỡi này mình mài bán mình sủn mấy cái xi măng, sủn mấy cái vôi đồ trên tường rồi xuống ha mọi người. Đó, rồi một cây vít này, cây vít lạ lắm chú bác ơi. Cái mũi nó lạ lắm. Thôi kệ, mình cũng để vô cho chú bác luôn. Đó, cái này của Hồng Kông nha mọi người. Thấy cái chữ Hồng Kông ha, Hồng Kông xuất Nhật nè. Đấy, đủ thứ loại hết. Cái này là cái vít thử điện nha mọi người. Ở bên trong này nó có cái bóng đèn nữa chú bác. Cái này thì mình mở cái này ra để mình thay cái đầu vít ha chú bác. Nó hơi cứng thôi. Rồi ok, đầu vít dẹp đẹp luôn nè, không có bị bể mẻ gì hết ha. Đó, đầu vít rất là đẹp. Rồi tiếp theo là mình có một cái cây màu vàng. Cái cây này để mà mình sử dụng cho những cái đầu vít ba ke nhỏ chú bác. Mình chia đều hết. Đó, mình chia đều hết, mỗi bộ đều có một cái cây nhỏ, sử dụng mấy cái vít nhỏ trong mấy cái mà hộp điện máy đường ta xài mấy cái con vít nữa xíu thì siêu quá, thì mình sử dụng cái cây đó ha. Rồi cái cây này cây vít đóng ba ke. À, cây vít đóng rất là đẹp luôn. À, hàng nội địa Nhật, cán gỗ nè, nhìn sang chảnh luôn. À, rồi tiếp theo cũng là một cây vít nữa, vít xanh lá, mà vít này vít nhỏ mà vít đầu dẹp nha mọi người. Nãy nhỏ mà ba ke, cái này của vít sale. À,
Matrix Press Japan. Đó. Ok. Một cái cây cán chuông. À, cây này của thằng sản xuất là Made in Japan luôn ơi chú bác. Hàng đẹp không? À, lưỡi nè, lưỡi díp dẹp nè. Quá là ngầu luôn chú bác ơi. Tiếp theo nè, cũng là của thằng Rubicon. Rubicon Fuji Fuji Gen. Đó, díp dẹp luôn nha mọi người. Ok, ở đây gồm 12 cây. Mã số 11 review tận tình chi tiết từng cái mũi vít cho chú bác luôn. Đấy, giá yêu thương gửi đến cho chú bác, tri ân khách hàng chỉ ngày hôm nay thôi nha mọi người. Những ngày khác là mình bán đúng giá thôi, chỉ có ngày hôm nay mình bỏ một chút gì đó ra làm một cái món quà gửi đến tặng cho chú bác. Ok, mã số 12 gồm 12 cây vít, 12 món hàng chứ lộn. Đấy, tiếp theo mã số 13, chú bác nào yêu phong thủy thích màu nào chọn màu đó. Bộ nào nó cũng như bộ nào rồi chú bác ơi, bộ nào mình cũng xếp cái có cái này hơn cái này, cái kia hơn cái kia. Đó, nó cũng như nhau hết thôi. Cái này được cái này mất cái kia, được cái kia mất cái nọ. Đó. Thì bộ nào nó cũng bằng nhau. Mã số 13 giá 250. Đó, cũng giá yêu thương gồm 2 4 6 8 10 cái vít ha. Đây vít này thì vít đẹp không? Đó. Rồi chú bác cùng mình coi nhé. Cái này đầu tiên là một cái vít tự động luôn, cũng tự động luôn mọi người, cũng tự động luôn. Đây. Rồi mình bật xuống là mình quay ngược lại nha mọi người. Đấy. Rồi của nó là extra. Đấy. Cái đầu này thay được hả chú bác, mình gỡ cái đầu này ra mình thay nhá. Đó, mình có chú bác nào có mấy cái đầu nhỏ nhỏ này nè, mình gắn cho mình sử dụng. Cái này nó chỉ có một đầu thôi. Đó. Những mặt hàng này là đều mặt hàng mình tuyển chọn, mình lựa hết nha chú bác, chứ không phải gom một đống về đâu. Gom một đống mà làm sao mà có những chia đều những cái màu sắc đẹp đến như vậy đúng không mọi người. Đấy, thì tiếp theo là mình có một cái cây size 300 nè. Cây này là vít đóng dẹp chuyên dụng luôn. Đó, mình cũng có xài mấy cái cây nữa. Thường mình mở mấy cái con vít của mấy con Eto ra chú bác, về nó xét quá, mình lấy cái cây này mình đóng gõ gõ nhẹ nhẹ là miếng vít nó bung hết rồi chú bác ơi. Đó, vít này vít lớn nha. Tiếp theo là mình có cái kẹp đi. Cái kẹp nè, cái kẹp này của con Lotter nha mọi người. Của con Lotter. Rồi khỏi kiếm mắt đền do băng luôn. Đó, ký hiệu hàng nội địa Nhật nè. À, lưỡi đẹp hết. Ok, tiếp theo là vừa rồi là một cái vít lớn mà đầu dẹp ha. Tiếp theo là cái vít lớn mà đầu ba ke ha mọi người. Đó, đầu yếu cộng nè. Đó, vít lớn nha chú bác. Cây mới ken luôn. Cây này thương hiệu của nó là gì đây? Thương hiệu của nó là Rubicon luôn. Đó, thương hiệu của nó Rubicon luôn. Hàng nội địa Nhật luôn á mọi người. Rồi, 4 cây rồi nha mọi người, 4 cây, 5 cây. Cây thứ 5 vít dẹp nhỏ, cán gỗ. À, cây thứ 6 vít ba ke, cán nhựa đi chung với thằng này luôn. Cũng Rubicon luôn nha chú bác. Đó. Rồi, cây thứ 6 là cây vít mở con tán 12 mm. Đó, mở tán 12 mm. Tiếp theo là cái vít của thằng sản xuất da băng luôn ha, của thằng D170. Cái vít này là vít dẹp luôn nha mọi người. Vít dẹp. Đó. Tàn mấy cây lưỡi đẹp không chú bác. Tiếp theo là cây một cái cây Vessel. Cây Vessel vít ba ke, thép không rỉ. Đó, những cái dòng hàng rất là nhiều luôn. Nhiều quá chú bác ơi. Mình mà có chi tiết nữa thì chắc khi nào mới review xong. Vít này cái cán nhựa chắc chắn và có cái đầu đóng luôn nha mọi người, cái đầu đóng nè, bên trong có phần chịu lực nè. Đó. À, cái cây này là cái cây đục chú bác ơi. Cây đục hình cái vít hơi mờ đúng không ạ? Đây mũi đây. Đó, rồi. Ok, đây là một bộ của nó nha mọi người. Mã số 13, giá của nó là 250.000. Ở đây mình gồm 2 4 6 8 10 10 cây vít. 10 cây vít màu đỏ. Đó, chú bác nào thích phong thủy màu đỏ thì sắm cái bộ này nhá. Ok, tiếp theo mã số 15, chú bác cùng mình coi mình có gì đây nhá. Ồ, trước tiên là mình thấy có hai cây cờ lê lớn nè. Rồi một đống kìm nữa. À, thêm một cây vít nhỏ, một cây đục nữa nè. Giá chỉ có 200.000, chú bác không nhìn nhầm đâu nha mọi người. Duy nhất ngày hôm nay giá yêu thương gửi đến cho chú bác chỉ 200.000, một đống hàng luôn. Rồi. Mình coi chi tiết nha mọi người. Đầu tiên là mình có một cái cây vít của thằng Trademark Made in Japan nha mọi người. Đó, cây vít này là vít ba ke, thay hai đầu luôn. Còn thay rút ra rút vào ngọt ngào nè, đó. Mấy cái vít này thường nằm trong mấy cái xe máy, xe hơi của Nhật Bản á mọi người. Đó, mà mấy cái cây vít này là chú bác chạy ai cũng có mỗi chiếc xe biết nó sử dụng rất là bền bỉ ha mọi người. Thứ hai mình có một cây đục nhọn. À, cây đục nhọn cán gỗ dài tầm khoảng là 230 mm. Đó, chú bác mình muốn sử dụng mình đục gì cũng được hết cho chú bác. Tiếp theo là mình có một cây kềm đi. Bây giờ mình vô tới kềm nha mọi người. À, mình có một cây kềm cắt trước. Cái kềm cắt có cái lỗ tuốt dây điện nha mọi người. Cái này không phải bị mẻ nha. Cái này là cái lỗ tuốt cót.
cái lỗ thuốc cót lưỡi bén ngót này mình khỏi test nha mọi người, ký hiệu hàng nội địa Nhật dấu chích nè. Đó, cái kèm này nó dài tầm khoảng là 160 mm. Đó, do là clip, cái clip này giá yêu thương rất là nhiều mặt hàng còn chờ đợi nên là mình review lua lua nhanh nhanh nha mọi người, chú bác thông cảm giúp mình nha. Đó, Kojama một cái vít dẹp, một cái vít mỏ nhọn nè. Đó, Kojama ha, bên trong nè. Bên trong láng nè. Đó, nhìn cái mỏ nó rất là ngầu ha. Vít lạ luôn chú bác ơi. Rồi, tiếp theo là mình có một cái vít mỏ nhọn tiếp. Cái vít mỏ nhọn này của con chích mắt TTC. À, rồi. Lưỡi kẹp đây, cái lưỡi này lưỡi cắt, lưỡi kẹp nè. Mũi nhọn đó nè. Đấy, răng độ ok hết nha. Tiếp theo là cuối cùng mình có một cái vít không phải, cái kèm kẹp nha mọi người, cái kèm kẹp. Size của nó là size 150, cái này loại nhỏ thôi. Mình có thể kẹp ở đây cũng như kẹp ở đây nữa. Quan trọng cái thương hiệu của nó nè. Taiwan, cũng là hàng Đài Loan xuất Nhật nha mọi người. Đó, combo bán luôn. Rồi, đầu tiên mình coi cái cây cờ lê lớn trước ha. Thương hiệu Lotte là size 250 mm nè. Đó, xả hàng chú bác nè. Drop Forget Alloy Steel, ký hiệu hàng nội địa Nhật. Cây này là size 250 khỏi đo nha mọi người. Rồi mình đóng hàm lại hết. Nó đóng tới đây là hết rồi nha mọi người. Mấy cây này thường nó đóng tới đây là hết rồi. Đó, không đóng được nữa nhưng mà mở ra mở vô là không vấn đề, chú bác yên tâm nha. Này, chú bác có thể thấy ha, mình mở nó ra tới đây là hết rồi nè. À, tổng chiều hàm của nó mở ra hết là được 30 mm nha mọi người. 30 mm, cây của Lotte. Cây thứ hai mình có là của Mitsubishi. Mitsubishi thì nó kẹp được sát hơn. À, rồi. Mitsubishi Heavy T. À, ký hiệu Mitsubishi này, dày cộm lên luôn, size 200 mm nha mọi người. Mình mở ra thử coi. Mở ra ngọt ngào luôn nha chú bác. Rồi tổng cộng ở đây có 2 4 6 8 món. Mã số 15 giá 200.000. Giá yêu thương gửi đến cho chú bác. Đó, và đặc biệt là không bao gồm phí vận chuyển nha chú bác ơi. Đó, chú bác nào thích mặt hàng thì bỏ tiền ship, bỏ chút tiền ship ra mình mua hàng về đúng ý mình sử dụng ha. Và đặc biệt là mấy cái này là đồ nghề, nó nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ không mà tiền ship nó không đáng là bao nhiêu hết chú bác ơi. Tiếp theo dành cho chú bác nào yêu thích màu xanh lá yêu đời. À, thì ở đây mình có một cái bộ này. À, hầu như là xanh lá hết nha mọi người. Rồi. Đi kèm là cũng là một cây dùi đục luôn, mình chia hết rồi. Mình sắp xếp lại hết để chú bác nào mua cũng có hàng hết. Và đặc biệt chú bác ơi, chú bác mua mình mỗi người một bộ nha mọi người. Chú bác mua mỗi người một bộ. Chú bác lấy hết mấy bộ kia là có những người người ta cần người ta không có thôi chú bác. Hoyen. Đầu tiên là cái mã thương hiệu của Hoyen N9 nha mọi người, kèm kẹp. Kèm cắt ha mọi người, kèm cắt có hai cái lỗ rút cót nữa, không phải bị mẻ nha chú bác, lưu ý giúp mình. Đó, cây kèm cắt đầu tiên. Cây thứ hai là một cây kèm mỏ nhọn của thằng Hoyen luôn, màu xanh lá là Hoyen hết nha mọi người. Đây là một bộ HKC luôn nè. Hoyen kèm mỏ nhọn, kèm kẹp, cắt cái lưỡi cắt còn nguyên luôn, không bị mẻ gì hết. Đó. Mã tiếp theo là một cây kèm kẹp. Cái kèm kẹp cắt mỏ nhọn luôn nha mọi người, mà cái cây này nó lạ hơn tí xíu. Đó, chú bác cùng mình coi ha. Thương hiệu của nó là Shark Beaver. Đó, cái mỏ nhọn của nó nè, nó cong tí xíu để cho mình kẹp những cái món hàng á mọi người. Đó, đi kèm luôn nha chú bác. Rồi tiếp theo cũng là Hoyen luôn, HKC Hoyen. Rồi B43. Đó, cây kèm này còn ken xà beng luôn nè, còn cứng khừ luôn. Đó, lưỡi kéo còn nguyên luôn ha. Rồi tiếp theo là một cái cây vít ba ke cũng mắc định da băng luôn ha chú bác. Đó, đi kèm luôn, combo. Tiếp theo là top 200, size 200 nó vô tới đây là hết rồi chú bác ơi. Vô còn vô được nữa nè. Ok, mở ra mở vô bình thường nha mọi người. Size 200 của thương hiệu Top, ký hiệu hàng nội địa Nhật nha mọi người. Rồi, 250 Sunky. À, những cái thương hiệu quen thuộc, ký hiệu hàng nội địa Nhật. Dưới này có chữ da băng nè. Rồi, này nó quay nè. Quay vô cũng tới đây thôi chú bác. Đó, mở nó ra. Mở ra bình thường ha. Đi cũng trơn tru lắm chú bác. Những cái môi, cái miệng không có bị mẻ gì nhiều hết. Rồi. Rồi, mã số 5. Giá của nó là 200.000. Đấy, 200.000 giá yêu thương tri ân khách hàng. Tiếp theo là mã này mã 16 nha mọi người. Mã tiếp theo là mã 17. Ok, khi mà chú bác mua hàng á, chú bác nhớ kỹ giúp mình là đọc cái mã số cho mình nha chú bác. Chú bác gọi chú bác nói với mình, chú bác gọi điện cho mình, chú bác nói á, là lấy cho anh một bộ mã cờ lê, mình đâu biết mã nào đâu chú bác. Đêm nay mình lên 3-4 mã luôn. Đó, mình đâu biết mã nào đâu chú bác, nên cái mã số này rất là quan trọng khi mà chú bác alo cho mình. Chú bác nhớ đọc cái mã số này lên để mình biết chú bác. Và điều thứ hai đó, điều thứ hai là chú bác
nhớ điện thoại cho mình, tại vì trong cái khoảng thời gian sắp tới đi đó, tối nay là mình review, mình chốt hàng rất là đông, tại vì rất là nhiều, 10.000 người đăng ký, 10.000 người theo dõi luôn đó. Chú bác alo cho mình để mà có xác suất nó thành công nó cao hơn. Chú bác nhắn tin cho mình đó. Đôi khi mình không có trả lời kịp với chú bác, tại mình bắt điện thoại mình nói chuyện với khách hàng, mình nghe điện thoại thôi, nên là mình để hai số điện thoại trên này đó. Mình lưu ý là gọi điện thoại cái xác suất chốt hàng thành công nó sẽ cao hơn. Chú bác nhắn tin, nhiều khi chú bác đợi chú bác cũng bực mình, chú bác đừng có chửi mình nha mọi người đó, tại vì mình có rất là nhiều khách hàng ta gọi đến, chú bác cứ gọi đi, mình sẽ nghe máy hết nha. Mình để hai số điện thoại đó, mã 17 thì đầu tiên là mã số một cái cây cờ lê thương hiệu Super quá quen thuộc luôn, Tool. Đó, quay ra quay vô như thế nào đây, quay vô tới đây cũng hết rồi, lưỡi được không có mẻ, không bị bong gì hết nha chú bác. Cái này chắc về mình xịt miếng GB7 vô là nó tự nó đi vô hết rồi mọi người ơi. Đó, Chrome Vanadium nè, ký hiệu GIS luôn. Wow, cái ký hiệu này, cái ký hiệu của những cái dòng hàng mặt hàng mới đây nè mọi người, xưa để ký hiệu luôn quăng đó chú bác, còn những cái dòng hàng mà mới mới sản xuất đây thì nó sẽ thay đổi nha mọi người. GIS này là nó ghi chữ GIS luôn. Super à, mắc đinh như băng ha. Cây này là size 250. Cây tiếp theo mình có một cái cây nữa là hiệu HIT, ký hiệu hàng nội địa Nhật. À, đây hiệu lăng quăng nè. Đó, GIS nè, S-Strong. Đó, mắc đinh da băng. À, những cái nó xếp cái chữ mắc đinh da băng này cũng khá là đẹp ha. Đó. Rồi, hiện tại chú bác nào đang sử dụng cái bộ đồ mà chưa có đủ bộ của hàng nội địa Nhật, mình sắm nguyên một bộ này luôn là đủ bộ luôn ha mọi người. Kéo cắt nè. Đó, kềm cắt nè mọi người. Kềm này là bao cắt luôn ha, lưỡi bén ngót à. Rồi tiếp theo là mình có một cái cây kềm kẹp kềm cắt luôn đó. Cây này là thép không rỉ ha mọi người, cái đầu này là thép không rỉ đó, cũng sáng cũng đẹp luôn. Rồi, cây đục luôn nha mọi người, cũng là một cây đục nữa. Cái mũi này nó lạ hơn chú bác, cái mũi này nó hình cái kim tự tháp với chú bác ơi, hơi khó nhìn nha. Đây đó. Rồi tiếp theo là một cây kềm mỏ nhọn, cây kềm mỏ nhọn của Jisuke, một cái thương hiệu quá là quen thuộc luôn. Jisuke của dòng đồ nghề, có ký hiệu hàng nội địa Nhật nằm ở bên giữa. Đó, rồi kềm miệng mỏ đồ rất là đẹp ha. Đấy, miệng mỏ đồ còn nguyên si hết. Đi kèm cũng là một cái vít có thể thay đổi đầu được luôn nha mọi người. Đó, cái này có thể thay đổi đầu luôn. Đó, hàng nội địa Nhật hết thôi chú bác, nên chú bác yên tâm. Đó, cái đục. Cuối cùng là một cái cây kềm gấp. Thấy nó lạ không mọi người, nó không có răng gì hết á. Nó nhỏ. Made in Japan. À, hàng nội địa Nhật hết. Rồi ở đây có 2 4 6 8 món hàng tiếp. Đều là 8 món hàng nữa, giá mã số 17 giá 200.000. Thì thật sự mình ở ngoài bãi mình mua cái cây cờ lê này không là đã 200.000 rồi nha mọi người. Đó, mình mua cái cây cờ lê này không là 150 200.000 rồi. Đấy. Nhưng mà cái này là giá yêu thương. Đó, mình bỏ một chút công sức, mình chà chùi rửa, mình bỏ một chút tiền mình mua những cái món quà này gửi tặng đến cho chú bác nhé. Chú bác nào yêu thích thì alo cho mình ngay, mình có hai số điện thoại lận, gọi số này bận thì gọi số kia khác nha mọi người. Mã số 17 giá 200.000, mã số 18 giá cũng 200.000 luôn nha mọi người, mã số 18 giá cũng 200.000 luôn. Xin nhắc lại, những mặt hàng này không bao gồm phí vận chuyển nha mọi người, chưa bao gồm phí vận chuyển cho những cái mặt hàng này, tại vì giá nó quá yêu thương luôn rồi. Đấy, chú bác chỉ cần bỏ thêm một chút tiền ship nữa thôi để sở hữu những cái mặt hàng này nhé. Đầu tiên là cũng là một cái kềm kẹp thép không rỉ nha, này nó dính dầu, dính mình xịt dầu mỡ vô cho nó trơn tru thôi đó. Rồi kềm kẹp nè, lưỡi còn nguyên si luôn, răng còn bén ngót luôn. Đầu tiên nha, đấy, cán còn y nguyên luôn, không có bị bung chóc gì hết. Cái này size 180. Tiếp theo cây mỏ nhọn, cái kềm mỏ nhọn này nó hơi bị mẻ bên này tí xíu đó, không sao, vẫn còn cắt được, cái lưỡi cắt nó dài. Cái lưỡi cắt nó nằm tốt dưới này lưng, nó không phải bị mẻ cái lưỡi nha mọi người. Rồi bên này nó có cái chỗ kẹp nè. Đó, mở miệng ra nè. Cái mũi nhọn còn y nguyên, không có bị gãy gì hết ha chú bác. Mũi nhọn còn y nguyên rồi. Rồi, tiếp theo là mình có cái vít thay thế nha mọi người. Cái vít này đặc biệt là mình đi kèm hai cây luôn. Đó, hàng nội địa Nhật luôn. Cây này chú bác rút ra, mình thay cái cây này vô. Đấy. Rồi, thành hai cây vít dẹp với vít bake ha mọi người. Đấy, cũng là một cái đục đi kèm với bộ này luôn. Thì như mình đã nói chú bác, bộ nào cũng như bộ nào, mình chia đầy đủ hết ha mọi người. Đấy, cái nào cũng chất lượng hết, cái nào cũng hàng nội địa Nhật hết. Một cái kềm cắt nha chú bác, cái kềm này nó có hơi bị mẻ mấy cái miệng tí xíu, nhưng mà theo mình cắt nó vẫn còn rất là tốt ha mọi người. Đấy. Rồi, bộ này là bộ số 18,
cây nó đi kèm một cái cây Sunky 250ml, 15 độ thép nè, ký hiệu dấu vít hàng nội địa Nhật nè, da băng nè. Rồi mở ra kẹp vô sát được nha mọi người, cây này thì nó kẹp vô sát được nè. Đó, lưỡi không mẻ gì hết, mở ra mở vô bình thường nha mọi người. Đó, dặn ra dặn vô nè. Cây này cũng vậy luôn, cây này của Hitchon, ký hiệu hàng nội địa Nhật, alloy steel 200ml, Toho Kukiko, da băng. Đó, HIT nha mọi người. Mở ra cũng bình thường luôn. Mã số 18 giá 200.000, đây mình có 2 4 6 7 à, thiếu 1 cây. Đó. Một bộ là nó có tới 8 cây, mình nó còn một cây chích nữa mà nó còn một cây kèm nữa mà nó rất đau rồi chú bác, nhiều quá. Rồi, lát nữa mình sẽ kiếm mình để bổ sung cho chú bác nhá. Rồi chú bác yên tâm, mấy cái bộ cờ lê này là mỗi bộ 8 cây hết, bộ nào cũng như bộ nào nha mọi người, thiếu thì mình bù vô thôi, không sao hết nha mọi người. Đó. Rồi, đúng 8 cây cho một bộ. Rồi, bộ này bộ cuối cùng à, bộ mã số 18 giá 200.000. Giá yêu thương khuyến mãi tri ân khách hàng gửi đến cho chú bác alo để mà cái xác suất nó chốt hàng thành công hơn là mình nhắn tin nha chú bác nhắn tin mình lâu lắm mình mới đọc được. Rồi. Mã số 19 giá 250.000, mình có 3 cây kèm cộng lực, 3 cây kèm cắt nha mọi người. Ok, thì đầu tiên là cũng của thương hiệu MCC. Cái cây này size của nó là size 450 nha mọi người. Xin lỗi, không phải là 250, không phải là 300, 350, mà là đến 450 lần. Cây rất là bự, giá thì ở đây nè chú bác. Mình không che nha, mình không che nha. Giá chỉ có 250 thôi. Đó, chú bác không nhìn lầm đâu mọi người. Giá yêu thương gửi đến chú bác ha. 450 và chưa hết đâu, còn đi kèm 2 cây nữa nha mọi người. Còn đi kèm 2 cây, lát nữa mình sẽ xem sau nha. Rồi, ký hiệu hàng nội địa Nhật, cây này nó hơi đen, hơi mất màu tí xíu ha, mà hên quá cái cán còn nguyên. À, MCC nè, giờ mình sơn lại là mấy hồi nha mọi người. Xịt sơn lên là đẹp, keng sao ben luôn. Đó, cái thép của nó nè, da băng nè. Đó, da băng nè, 450 MCC, quá quen thuộc luôn rồi. Không có bị rủng rỗ hay gì nhiều hết nha mọi người. Rồi, cái lưỡi của nó đây, bén nè, không có bị hư, bị mẻ gì hết nha mọi người. Đây, cái lưỡi đẹp keng sao ben luôn. Ở trên này nó hơi bị mẻ cái khúc đầu này thôi, nhưng mà không sao, không sao, không ảnh hưởng gì hết nha mọi người. Nó sử dụng mở hàm ra kẹp bình thường nha mọi người. Mở ra cái này mình bao test luôn chú bác, thép này cứng lắm. Xài nó xài mất màu luôn, nó xài mất màu luôn mà cái lưỡi còn yên nguyên. Đó, nên chú bác yên tâm nha, giá chỉ 250 chú bác không nhìn nhầm đâu nha. Rồi tiếp theo là cây cùng MCC luôn mọi người, MCC luôn, da băng. Mắt in da băng gửi đến cho chú bác. MCC. Rồi lưỡi kéo cũng còn đẹp luôn, không bị lỗi gì hết. Này dùng để cắt mấy cái kẽm B40 nè mọi người, cắt bạc luôn. Rồi tiếp theo cái cây gì đây? Cây này mình cũng không rõ nữa, thôi mình combo vô luôn nha mọi người. Cây này hình như cắt kẽm, không phải để giữ kẽm hay gì á chú bác. Nó để giữ mấy kẽm, giữ mấy sợi dây điện á. Rồi, này thì cũng màu đỏ thôi chứ không có thấy thương hiệu MCC gì hết á. Mã số 19 giá 250 cho cái bộ này, giá yêu thương gửi đến cho chú bác. Đó, giá chỉ 250 thôi chú bác. Chú bác alo điện thoại cho mình để cái xác suất chốt hàng thành công nó cao hơn chú bác. Chú bác thích món nào chốt món đó dằn trước đi mọi người, chứ mình đừng có đợi coi hết món này coi còn được nào chốt luôn lần, lúc đó chú bác gọi cho mình bán mất tiêu nha mọi người. Đó chú bác ơi, cùng mình coi tiếp theo mã số, tiếp theo mã số 20. Đây mã số 20 đây mọi người, chưa hết đâu chú bác. Rồi, cũng chưa hết luôn nha mọi người. Rồi hết rồi đó chú bác ơi, rất là nhiều mặt hàng luôn. Để mình coi cái mã số nó rớt nó mất tiêu rồi. Rồi cái mã số nó nằm đây nha mọi người, mã số 20 280.000, chỉ có 280.000 nha mọi người. Đó, mã số 20. Rồi, cờ lê gồm có nhiều quá, thôi mình coi từng cây rồi mình đếm luôn nha chú bác. Rồi cây đầu tiên nè, 19, 21 nè, hàng nội địa Nhật vải hết, 17, 14 hết. Cái này là người ta thiết kế, người ta bẻ đó chú bác, mình không có bẻ nổi đâu, thiệt, hứa thật sự luôn. Cái này tự người ta, mấy cái người Nhật ở bên đó người ta muốn thiết kế cho nó dễ vặn á chú bác, nó có cái thế mình vặn á, nên người ta mới bẻ công nó như vậy. Đó nên mình cũng để nguyên luôn. Đó, mã số này, hai cây nè, mã 17, 14, cái này thép không rỉ, keng sao ben nè, hàng Nhật vải luôn. Tiếp theo cái này để chắc để mở khóa của mấy cái máy mài á. Đó, coi có cái đường nữa. Hai cái lỗ này nó tầm khoảng 2 phân nha mọi người. Hai cái lỗ này là 2 phân. Đấy, rồi cây thôi kệ để vô luôn. 1 2 3 cây rồi nha mọi người. 3 cây, cây thứ 4 Rock Forest, cây số 13 nè, số 13 chuyên dụng nè mọi người. Đó, lưỡi không bị mẻ gì hết ha. Cây 27 30
cái này nặng nha, cái này nặng nè, 27-30. Cái tiếp theo là của thằng Nesurin, Nesurin ký hiệu hàng nội địa Nhật, 26-21 nha mọi người, răng đồ còn nguyên hết, không bị mẻ bể gì hết nha. Rồi tiếp theo là của thằng Rock Forest da băng, sản xuất tại Nhật Bản nè. Đó, của thằng Sky 24-27 nha mọi người, 24-27 đủ số luôn, đủ size đủ số luôn. Còn cái cây này nó hơi cũ đó, giờ chú bác có thể mình đưa ra rèn sắt thép Nhật không à. Đấy, mình đưa ra rèn mình làm con dao hay gì đó chế tạo, hoặc là chú bác giữ xài hàng xài cũng được nữa nha mọi người, làm đồ cổ. Ở đây nó cũng có cái chữ da băng nhỏ rồi mọi người. Đấy rồi, kệ để chung luôn. Nhiều rồi, 2, 4, 6, 8. Rồi thương hiệu NTK Marvel, này là chìa khóa số số lẻ này chú bác ơi, mấy cái số lẻ này hiếm lắm mọi người, mấy cái số lẻ này cực kỳ hiếm luôn, không phải số lẻ chú bác, mình tưởng số lẻ chứ. 21-23 Mitsubishi ký hiệu hàng nội địa Nhật. Rồi cây này của Mitsubishi chú bác, có mấy cái cây số lẻ nữa nó hiếm lắm. Rồi ok, Rock Forest bên này là 19, bên này 17, cây này cũng còn sáng, là của Sankey ký hiệu hàng nội địa Nhật. Tiếp theo là cây này của Sahi 14-12 nha mọi người, 14-12 đủ số luôn, không biết có cây 11 không cho chú bác nữa đây. Đó, thường mấy cái cây 11 cũng hiếm, 9-10 nè mọi người, 9-10 size nhỏ ha, con này đủ loại luôn, bỏ kèm vô luôn. 14-15 14-17, cây này màu vàng đẹp đẹp nè. 1/4, 3/16, 12/10 AHS, bên này bị gãy nha mọi người, kệ. Rồi còn bên 12 mình xài 12 nhé. Combo của Toto 26-17 23-21-15, sử dụng mấy con tán nè. Rồi Eseki 10/9, cái này nhỏ dễ thương nè chú bác, 13/13, ngày 13. Rồi chú bác nhận hàng, chú bác đếm cứ đủ 22 cây, 22 món, tính chặt mấy cái này luôn ha, cân ký lên đúng 3 ký nha mọi người, 3 ký, 22 cây cờ lê mã số 20, giá chỉ 280.000 thôi mọi người, chú bác không xem nhầm đâu, chỉ 280.000 thôi, chưa bao gồm phí vận chuyển ha. chú bác yêu thích liên hệ với mình liền, hai số điện thoại trên này ha, thì mình cũng có thấy rồi. Rồi mua một cây này ở ngoài đường, hồi lúc mình cần mua một cây này ở ngoài đường là cũng 40-50 ngàn nha mọi người. Đó, nhưng mà cái này chỉ 280 ngàn, 22 cây, 3 kg. Tiếp theo toàn là hàng mới thôi, chưa xuất hiện tại shop Hồng Dân bao giờ nha mọi người. Tất cả hàng đều mới lựa, mới chọn luôn nha chú bác ơi. Đó, những mặt hàng này là không phải là hàng thanh lý nha chú bác thông cảm. Chú bác hiểu giúp mình nha, hàng thanh lý khác mà hàng mới giá yêu thương nó khác nha mọi người. Những mặt hàng này là mới thôi, chưa bao giờ lên clip hết. Mã số 21, giá 250 ngàn. Đó, hàng này là hàng yêu thương, khuyến mãi những món quà gửi đến cho chú bác. Rồi đầu tiên là cây số 14 nè, dành cho mấy anh thợ sửa xe nè, 14 nè, da băng nè, của TD nè. Đó, rồi một cây ha, cây này cũng khoảng 14 luôn chú bác. Đó, rồi hai cây, cây này 15-16 vậy nè mọi người, 19 luôn, 19mm của Amin. Đó, đầu này là 13-16-27. Đó, rồi mình sọt mấy cây này vô mình dặn đó ha. Cây này là cũng không rõ nữa chú bác, nó đi kèm luôn, 1, 2, 3, 4 cây, 5 cây, 6 cây, Toyota motor da băng đó, đầu bự luôn nè, 7 cây, cái này mũi nhọn nè. Rồi combo hết 7 cây chữ L, dành cho xưởng xe máy xe hơi lớn nè. Mã số 21, giá chỉ 250 ngàn thôi, gồm tới 7 cây lượng nha mọi người, chỉ 250 ngàn tới 7 cây. Tiếp theo mã số 22, giá 350, chưa bao gồm phí vận chuyển, chú bác xem giúp mình nha. Ở đây mình có 2, 4, 6, 8, 10 cây chìa khóa dòng nha mọi người, 10 cây chìa khóa dòng, mà đặc biệt là chìa khóa dòng của hàng nội địa Nhật. Đó, thì nó xài nó cứng cáp, nó chất lượng chắc chắn. Đó, rồi chú bác coi giúp mình nha, mã số 2 này là có số 21 nè, số 21, dạ số 19 nè. Đấy, rồi Rock Forest nha, cây đầu tiên nha, 21-19, cây thứ hai là da băng nè, Osset nè,
26, 29, à đủ số nè. Rồi cây này là 30, 27, à không có chồng gì hết nha. À, 7/8, 13/16, cũng Kito Cop, Kyoto, KTC, ký hiệu hàng nội địa Nhật nha. Mấy cái răng này còn nguyên hết nha mọi người, mấy cái răng trong này còn nguyên hết. Rồi cái này là 5/8, 11/16, số 27, à, đủ loại luôn. À, nãy giờ 2, 4, 5, 5 cây rồi. Cây nhỏ này là của thằng 10/12, 10/12 nha mọi người, 10/12. Thằng này là 9/6, à 9/8. Số 8 này nó có hơi cũ tí xíu nha chú bác. Số 8 này có hơi cũ, nhưng mà thôi không sao, tại mình bóc mình cũng bóc đại thôi chú bác ơi. 17, 14, à của con Venus nha mọi người. Venus cây này còn sáng đẹp nè. À, cái này là số 8 với số 10. Cái này là số 12, nó bị gãy một bên rồi chú bác. Người ta cưa để người ta làm việc gì á. Thôi kệ, còn bên sàn bên. Rồi, tổng cộng nha mọi người, tổng cộng có 2 4 6 8 10. 10 cây chìa khóa vòng. Mã số 22. Giá 350, đầy đủ size, đầy đủ số hết nha chú bác. Tiếp theo là mã số 23, giá 200.000, không biết chú bác có chuộng cái dòng này không, nên mình lấy trước thử hai cái về mình bán trước đã. À, rồi, mà giá này là giá yêu thương nha mọi người. Giá này dành cho mấy anh thầy thợ mà sửa xe hơi nè, lớn chính hiệu nè. Cây 19, 21, 17, 21 nha mọi người. 19, 21, 17, 21, cây này lớn nha. Tổng chiều, chiều dài của một cây như vậy là được 35 phân nha mọi người. Chiều dài của một cây vậy là được 35 phân. Còn cây này nó có số nhiêu đây? 21, 17, 19, 14 nha mọi người. Cây này là thép không rỉ luôn nè, hàng nội địa Nhật hết nha chú bác. Rồi hai cây này mã số 23, giá của nó là 200.000, giá yêu thương gửi đến cho chú bác. Rồi, một cây này mình bóc ở ngoài Nhật bãi là đã là 200.000 một cây nha mọi người. Rồi, hôm nay giá yêu thương chỉ có duy nhất ngày hôm nay thôi nha. Tiếp theo cũng là một đống hàng nữa nha mọi người. Hàng này không phải là hàng thanh lý, xin nhắc lại, hàng này là hàng giá yêu thương, giá khuyến mãi tri ân khách hàng nha mọi người, không phải là hàng thanh lý đâu. Đó, nên mình gom một đống vậy đó. Mã số 24, giá 350, chú bác xem giúp mình nha. Đầu tiên mình có cây đầu tiên là một cái mũi khoét gỗ nha mọi người, lưỡi còn bén, còn nguyên, còn đẹp hết ha. Cây này là size nó bao nhiêu đây, mình thấy nó đi ghi 21 nè mọi người, 21 ở đây, để 21 bao, nó còn cái đầu mũi khoan dính kèm nữa nè. Rồi thôi kệ, nó sao mình gửi chú bác vậy nha. Rồi tiếp theo là cái đầu này là đầu nhiêu đây, 22 24 vậy chú bác, mình nhìn cũng không rõ nữa. Ok, tiếp theo là một cái đầu khá là lạ luôn, mình cũng không biết nó khoan gỗ hay khoan sắt gì nữa. Rồi chú bác coi giúp mình nha, bán combo một đống vậy luôn á. Rồi đường kính của cái này đi, đường kính của thằng này là được khoảng là 45. À, rồi thằng này là khoét lỗ nè chú bác, đường kính là 41, khoét gỗ hay là khoét sắt, khoét bê tông gì mình cũng không rõ chú bác. À, rồi đường kính là 45 luôn nha mọi người, đường kính là tầm khoảng 50 thì đúng hơn, chuẩn là 50 chú bác. Đấy, rồi 1 2 3 4, cây thứ năm, cây thứ năm là khoét gỗ nha mọi người. Đó, rồi rất là đẹp nha. Cây này là bao nhiêu ly đây? Cây này là 18 ly ha. Cây còn sáng còn đẹp luôn, nó còn cái lớp dầu, cái dầu chống xét luôn nè mọi người, nó còn lớp dầu ở trong. À, cái bao của nó đây nha mọi người, còn nằm trong bao, hàng nội địa Nhật hết ha chú bác yên tâm nha. Cái mũi khoét gỗ. À, hơi khó bỏ vô. Thôi kệ, đây mình để vậy nha. 1 2 3 4 5 cây khoét rồi, tiếp theo là tới hai cây khoét nữa. Cây này của Kanjawa, khoét gỗ luôn nha mọi người. Đó, có hơi cũ tí xíu, cây này nó có hơi cũ, hơi xét tí xíu. Đó, hàng bãi nó ngâm nước với chú bác, lưỡi hợp kim còn nguyên nè mọi người. Đấy, rút ra rút vô được, khóa nó lại, của Kanjawa ha mọi người. Đó, rồi còn cuối cùng là của Kanjawa luôn, cái khoét nó khoét một lưỡi ha,
khóa nó lại. Đó, lưỡi còn bén còn đẹp luôn nè. Ken xà beng luôn chú bác ơi. Rồi, 350 cho nguyên một đống này luôn nha mọi người. Đồ dù chiên dùng để khoét nè. Gửi đến cho chú bác nha, mã số 24. Tiếp theo mình có bộ đục cho máy bắn bê, máy đục bê tông nha mọi người, mã số 25, giá 350 cho bộ này. Bộ này nó gồm có một cái đầu đục dẹp nè. Một cái đầu đục dẹp, size này của nó là như đây. Nó mình không thấy nó ghi gì chú bác ơi. Rồi cái bề ngang của cái miệng đục này là được khoảng là 55-60 phân nha mọi người. 55. Đó, để mà đút được những cái rèn được những cái đầu đục như vậy là rất là kỳ công nha mọi người. Rồi, mà cái đầu đục này toàn là hàng Nhật bãi không à. Rồi cái đó cũng có cái đầu dẹp, đục dẹp thứ hai mình nó bị bể bên này rồi. Đó, thôi kệ, mình cũng để chung vô luôn. Đó, rồi. Tiếp theo là có hai cái đầu đục nhỏ nha mọi người, hai cái đầu đục nhỏ cũng còn ken còn cứng lắm chú bác. Đó. Rồi. Chú bác cùng mình coi nó nha. Đấy. Ok, cuối cùng mình có cái đầu đục lớn. Bự chà bá luôn chú bác ơi. Đó, trên này nó có ghi cái thông số là 4X. Mình cũng không hiểu nữa. Thôi kệ. Đặc biệt là giá nó rẻ thì mình đem về mình review, mình bán yêu thương cho chú bác thôi. Mã số 25 gồm 2 4 5 cây đục. 5 cây đục có quay chi tiết rõ ràng cho chú bác rồi. Mã số này là 350.000 cho 5 cây đục này nha mọi người. 5 cây đục bê tông. Mã số 25, 5 cây đục bê tông. Giá 350. Tiếp theo là mã số 26, giá 300.000. Một bộ combo thợ tiện nha mọi người, dành cho mấy thợ tiện. Hàng đầu mũi tiện, hợp kim đồ là hàng Nhật bãi hết nha chú bác. Cứng cáp chất lượng hết, cây mới ken chưa qua sử dụng luôn. Đây. Đó, thương hiệu của nó là thương hiệu Kashiwa. Kashiwa. Ok, một cây, hai cây. Cây này cũng cùng thương hiệu luôn nha mọi người. Kashiwa nè. Ba cây. Cây này cái lưỡi nó lạ không chú bác, lưỡi nó bự ha. 4 cây. 5 cây. Sáu cây. Bảy cây. Tám cây. Cây này cây bánh răng nha mọi người, cây tiện răng nha. Chín cây. Cây lăng. Mười cây. Cây này gắn vô cái trục quay nè mọi người, mũi tiện còn nguyên luôn, chưa bị mẻ, không bị gì hết. Mũi còn đẹp ha chú bác, còn cứng hết. Ok, mã số 26 giá 300.000 nha mọi người. Mã số 26 giá 300.000 cho 10 cây thợ tiện. 10 cây tiện cho thầy thợ tiện nha mọi người. Mã số tiếp theo, mã số 27 giá 80.000. Mình có một cái bồ cào, tuy là nó có xét, nó có rổ, nhìn kỹ nè sẽ thấy nè mọi người, không giấu giếm gì hết ha. Đó. Rồi. Tuy là nó có xét có rổ, nhưng mà cái sắt này nó cứng lắm chú bác, cái sắt thép này nè. Nó chắc nụi à, bẻ bằng tay là không cong luôn, cái độ dày rất là dày nha mọi người, để mình cân thử cào để nhiêu ký. Cái cào này không là đủ 8 lạng nha mọi người, 8 lạng rồi. Đó, rất là nặng luôn, sắt rất là dày luôn. Đi kèm mình combo cho chú bác một cái xẻng để làm vườn chung luôn nha. Này mình có thể cào cỏ, cào rơm, cào rác, mình muốn cào cái gì cũng được hết. Mình cào cà phê, mình cào giá, mình phơi nắng cũng các thứ cũng ok luôn nha mọi người. Đó, hàng này mã số 27 giá yêu thương chỉ 80.000 thôi, gửi đến cho chú bác chỉ có 80.000 thôi nha mọi người. Hàng nội địa Nhật hết thôi chú bác. Đó, thương hiệu hàng nội địa Nhật hết nên chú bác yên tâm nha. Mã số tiếp theo, mã số 29 giá 250.000, chú bác mình cùng mình coi mình hiện tại mình có cái gì đây. 29 250.000. Ở đây là 2.3 kg. Nặng 2.3 kg, một con đội sáng giới ken luôn. Mới ken luôn nha mọi người, hàng mới chưa lên clip bao giờ luôn. Thì như mình nói, tất cả các mặt hàng này là giá yêu thương chọn lọc để giá rẻ hết cho chú bác, giá chỉ 250.000 thôi nha mọi người. Đi kèm là có một cái tay quay nữa. Đó, đi kèm có một cái tay quay nữa chú bác. Rồi. Toyota Warring Lad 700 kg nha mọi người, đội xe hơi, xe máy đồ bình thường hết nhá. Rồi, ký hiệu hàng mấy cái lưu ý chữ Nhật nè. Đây, rất là nhiều luôn. Toyota là Nhật 100% nha mọi người. Đó, dòng xe Toyota không, nó bền bỉ vô cùng. Đó. Rồi. Toyota, bây giờ mình sẽ quay nó thử cho chú bác.
mở nó lên. Đó, có tay quay làm việc nha. Nhẹ nhàng thoải mái luôn mọi người. Ok, đi kèm với chú bác một cái tay quay nha mọi người. Mã số 29, giá chỉ 250.000, một con đội đen, còn xe can còn sáng còn mới luôn. Đặc biệt là của thương hiệu Toyota, một cái dòng thương hiệu xe hơi bền bỉ, chất lượng, xài lâu dài. À, hàng Nhật là đứng đầu luôn rồi. À, nói về xe hơi của Nhật là khỏi chơi. À, con đội này đội Nhật nha, nặng 2,3 kg. Ok. Tiếp theo mình có mã số 35, một cây kèm cắt cốt, size lớn. À, 35, giá 250.000 nha mọi người, giá 250.000 cho cây này. Cây này thì nó hiệu Izumi. Code là code 2, code 8 nè, 5.5 nè, 11, 14, 14 nè mọi người. Đó, những cái size rất là lớn nhỏ tùy thích nè. Đặc biệt cái thiết kế của nó này ha, thương hiệu nó đây. Ký hiệu hàng nội địa Nhật. À, chất lượng nha. GAS nè. Rồi mình bóp cái này vô mình mới mở nó ra được thôi chú bác. Bóp nó vô mình mới mở ra được. Đó. Rồi mình khi mà mình siết vô nó sẽ nghe cái tiếng cạch 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 nhỏ thôi chú bác. Đặc biệt là mình đã siết vô rồi là mình không có mở ra được ha. Đến khi nào mà mình bấm nó chắc tay thì thôi. Đến khi nào mà bấm nó vô hết luôn đó mình mới mở ra được. Hiện tại vẫn chưa mở được nha. Mình bóp sát nữa. Đó, mới mở được ha. Cây này còn mới keng rồi chú bác. Đó, mã số 35. Giá của cái cây này là 250.000 rồi chú bác. Cây kèm bấm cót. Tổng chiều dài của cái cây này là lên đến là 30 phân, 3 tấc nha mọi người. Đó, Izumi, ký hiệu logo hàng nội địa Nhật. Quay lại mã số 28, mình có một cái cờ tời cáp bằng tay nha mọi người, mình kéo tay nha. Thì cái tời này á mình cũng bán rất là nhiều luôn rồi. Đó, hôm nay mình thả giá yêu thương cho chú bác luôn, bình thường giá nó lên tới 700.000 nữa chú bác. Giá này chỉ 300.000 thôi, 28 giá 300. Rồi chú bác cùng mình coi nha. Đấy, đây là sợi dây cáp của nó nè. Sợi dây cáp nó còn nguyên, không có sức mẻ gì hết nha chú bác. Cái đầu này là cái đầu móc. Mình máng vô như vậy nha mọi người, mình máng vô như vậy. Đó. Ok. Rồi, cái bánh răng này nó hoạt động nè. Đây chú bác cùng mình coi cái hoạt động của cái bánh răng này nha. Trước tiên mình phải mở nó lên. Vậy mình nè. Rồi, mình rút sợi dây ra cho chú bác xem trước nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái kết cái có cấu trúc hoạt động của nó nha, nguyên lý hoạt động của nó nè. Đó, cứ đẩy lên bánh răng này, lăn này. Sẽ xiết cái sợi dây lại ha. Ở đây có cái lưỡi giữ cái bánh răng lại rồi. Bánh răng răng còn nguyên hết, không có gãy răng nào hết chứ chú bác. Đó, mình lại xiết sợi dây vô. Đấy. Cái thế này mình đang để nằm nha chú bác, nếu mà treo lên dặn nó còn ngọt nữa. Đó. Ok. Rồi. Cái này là trọng tải của nó là khoảng là hàng nội địa Nhật luôn á chú bác, chữ Nhật nè. Đấy. Trọng tải của nó là 800 kg nha mọi người, 800 kg hàng nội địa Nhật. À, mà cái này nó nặng là tầm khoảng bao nhiêu cân đây ta? Nó nặng tầm khoảng 6 kg nha mọi người. Cục này nó nặng tầm khoảng 6 kg. Trọng tải là 800 kg. À, kéo là bình thường hết, gạt lên gạt xuống, cạo lên là bình thường hết. Rồi 5 tấc là tổng cái chiều dài của nó có thể dùng để mà cạo dây điện, kéo cáp, kéo dây điện, cái thứ cũng khá là ok nha mọi người. Và đặc biệt là nó có thể là một cái đầu kéo, cái bá lăng kéo gì đó mọi người. Mã số 28, giá 300.000 cho cái cạo này. Trọng tải 800 kg nha chú bác. Trọng tải 800 kg, cái tời cáp. À. Mã số 36, giá 300.000. Đây, ở đây mình có một cái rồng rọc lớn nha mọi người, rất là to luôn. Cái rồng rọc này nặng cũng phải 7 kg nha mọi người, trọng tải của nó là 2 tấn. Ở trên này có để là 2 tấn rồi chú bác. À. Rồi, tổng chiều dài của cái rồng rọc này á là lên đến là 40 phân nha mọi người. Tổng chiều dài của nó lên tới 40 phân, chiều rộng của nó có thể là lên tới là 18 phân nha mọi người. HTK hàng nội địa Nhật nè. Bên này nó có một dòng chữ Nhật nữa. Đó, bên này nó có cái chữ Nhật này chú bác. Đấy, hàng nội địa Nhật nha. Rồi mình xỏ dây vô như thế nào, mình mở cái này ra nha chú bác. Mở ra, bật ra. Đó, mình bỏ dây vô, bánh răng quay như thế nào đây, để mình quay thử coi. Nặng lắm chú bác ơi, trọng tải đến 2 tấn luôn mà. Ở để dành nó quay mấy cái dây thừng lớn, dây cáp lớn đó chú bác. Bánh răng không có sụt sệt gì hết chú bác, quay một đường thẳng luôn, không bị lỗi lẽ gì hết. Rồi, một cái gọi là
rồng rọc lớn to dành cho mấy cái xe cẩu, xe tải bự nè mọi người. À, giá chỉ 300.000 thôi. À, mã số 36 giá 300.000 cho cái rồng rọc này. Tiếp theo là mã số 30 giá 250, mình có một con Eto bàn khoang nha chú bác. Con Eto này thì nhìn chung cũng còn sử dụng bình thường hết ha chú bác. Sử dụng bình thường có đều, cái môi nó hơi không có được đẹp lắm, không được đẹp mấy. Nhưng mà đối với những cái chú bác nào mà mình sử dụng mấy cái khoang bàn 6-7 tấc thì mình xài cái con này là ổn rồi chú bác ơi. Thật sự luôn, xài ổn rồi. Nhiều khi mình khoan mình hớ tay tí xíu cũng không sao. Tại vì cái hàng này mà hàng mình mua về mình sử dụng chứ không phải là hàng mình mua về mình sưu tầm ha mọi người. Thì nó có rổ rổ trước sau gì mình cũng khoan cho nó thêm mấy lỗ nữa. Đó, thì không sao hết, chú bác cứ sử dụng thoải mái đi. Quay nó ra nè. Đây mình quay ra ha. Tuy cái mô nó có hơi nghiêng ngả tí xíu nè. Đó. Nhưng mà nó không bị lỗi gì hết thôi chú bác. Quay ra quay vô bình thường, răng là răng lớn nè. Đấy. Rồi, một con Eto bàn khoang giá chỉ 250.000. Đó. Giá yêu thương cho chú bác nha mọi người. Giá yêu thương cho chú bác. Hàm của nó mở ra hết là 75mm. Bên trong này. Bên trong này. Đấy. Bên trong này, môi nè, bốn con ốc còn y nguyên hết nha mọi người, bốn con ốc còn y nguyên hết. Đấy, không đặc biệt cái bàn này chưa lủng lỗ gì hết chú bác. Nhiều khi chú bác đem về chú bác khoan á, mình cẩn thận tí xíu mình khoan hố cái lủng lỗ của cái này cũng khá là ổn ha. Cặp môi vẫn còn sử dụng được nha mọi người, tuy là không đẹp nhưng vẫn sử dụng được. Mã số 30, giá của cái Eto bàn khoan này là 250.000 thôi, chỉ 250.000 thôi. Đó, giá yêu thương ngày hôm nay, chỉ duy nhất ngày hôm nay nha mọi người. Tổng chiều dài của con Eto bàn khoan này là 150. Tổng chiều rộng của nó là 130 nha mọi người. À 120 nữa mình, à 110 nữa mình tính hai cái lỗ bắt ốc này nha là 110. Từ cái lỗ này qua lỗ này liền lạc nha chú bác, sáng luôn. Đó. Rồi mình kỹ hơn mình có thể đi ra tiện mình làm cặp mô này lại, còn chú bác mua sử dụng thì khỏi làm đi, về mình sử dụng liền luôn. Khỏi phải qua chỉnh sửa gì hết chú bác. Eto bàn khoan. Tiếp theo là mã số 31 giá 700.000, giá yêu thương chú bác. Rồi, đây, giá yêu thương nha mọi người. Giá mình khuyến mãi cho chú bác luôn. Đấy, một con Eto đế xoay xài gia đình nha chú bác. Sử dụng xài gia đình. Hàng Nhật Bãi à, hàng Nhật Bãi liền lạc, không sức mẻ, không nấu nói gì hết. À, rồi mình mở nó ra thử thôi chú bác. Giá này là quá là yêu thương luôn rồi mọi người ơi. Chưa từng có một cái giá như vậy luôn ha. Quay tới quay lui nè. Đấy, thoải mái hết nè chú bác. Đấy, bốn chân quan trọng hơn là bốn chân nha chú bác, bốn chân bắt bù lon. Đây, đặc biệt cái con này nó có thể kẹp hàng, kẹp ống nè, có thể gõ đe nè. Đó, và đặc biệt hơn là nó mở hàm ra rất là rộng ha, cặp môi cực kỳ đẹp, cực kỳ keng luôn. Ok, mình mở nó ra thử thôi chú bác. Con này thì nó có cái độ rơ lắc tí xíu thôi chú bác. Đó, nó có một chút rơ lắc nè. Đấy, nhưng mà không sao, quan trọng là vẫn còn kẹp được, vẫn còn kẹp hàng sử dụng được bình thường hết nha mọi người. Đó, giá gốc của nó lên tới 1.2 triệu lượng nha mọi người. Giá gốc của nó lên tới 1.2 triệu lượng. Rồi. Cặp môi bên trong nó đây. Cặp môi đây. Keng còn sáng còn đẹp hơn mọi người. Mới keng luôn. Ok, màu sắc cũng như vậy luôn. Rồi bây giờ mình đo thử cho chú bác xem ơi. Tổng mở hàm ra hết là được 85mm. Ngàm của nó là ngàm 90mm nha mọi người. Ngàm 90mm, một Eto sử dụng gia đình, đế xoay có đe, có kẹp ống, có kẹp hàng. Cặp môi còn mới keng. À. Rồi, mã số 31 giá 700.000. Đấy, 700.000 nha mọi người. Giá yêu thương gửi đến cho chú bác chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi nha mọi người. Ok, tiếp theo mình có một con Eto cũng đế xoay luôn nha chú bác. Hàng chất lượng luôn, hàng Nhật Bãi hết nha chú bác. Mấy cái này mình lấy bên hàng bãi hết. Rồi nó còn cái tem, cái mã vạch của nó ở đây tí xíu mình không có cạy ra nữa nha. Thì cặp môi của nó đây cũng keng, cũng sáng, cũng đẹp nha mọi người. Đây, cái ở đây nó có một dính một miếng một cốc thôi không sao hết á. Còn cái mặt đe này là liền lạc sáng giới luôn. Rồi, tổng bề ngang của cái con Eto này á, là nó lên tới là khoảng là 250 nha mọi người. Tổng chiều cao của nó là 150. Đó. Rồi chu vi hình vuông cái đe là được 75 nha chú bác. 70 với 75 nha mọi người. Đó, cái đe ở đằng sau nè. Rất là dày nên mình đóng mình gõ thoải mái ha. Con này màu xám keng luôn. Đó. Để xoay nè. Đặc biệt nó không có thấy ghi tên gì hết nha chú bác. Ok, thôi cũng kệ đi. Đó, có đế xoay làm việc sử dụng gia đình nha mọi người. Con này sử dụng gia đình là tuyệt vời, khỏi chê luôn, số dách luôn rồi chú bác. Đấy. Đó, sáng quá, mới quá, đẹp quá luôn rồi mọi người. Đây, quay ra. Quay là 360 độ, quay thoải mái luôn chú bác ơi. Muốn quay khi nào cũng được, muốn quay khi nào ngừng cũng được hết nha. Rồi mình mở cái con Eto này ra.
mình mở ra thử xem. Chắc tay nha mọi người, cái tay quay không có bị lỏng lẻo ha, cái tay nó không có bị rớt nè, rất là chắc tay luôn. Còn cái độ rơ của nó hả, xíu thôi mọi người, nhỏ xíu thôi, không đáng kể, không đáng để mà nói đó. Rồi ra tới đây nè mới bắt đầu, ra tới đây cũng không có rơ nhiều nữa chú bác, ra tới đây cũng chuẩn luôn nha. Đấy. Rồi mở hàm ra rất là rộng, đặc biệt không có bị nghiêng ngã gì hết chú bác ơi. Cũng có nghiêng nha. Ok. Đấy, mở ngàm rất là rộng, nhìn khá là ngầu quá mọi người. Ngàm mở ra hết là được 120mm, một cái độ mở ngàm rất là rộng. Hàm là được 100 đúng. Hàm 100 nha mọi người, con này hàm 100. Cốt vuông. Đó. Cặp môi bên trong nè, nó thiếu một con vít bên này rồi, lát nữa mình sẽ bổ sung cho chú bác nha. Rồi, ok, chốt đơn, cái con này nặng bao nhiêu ký đây? Mã số 32, Eto hàm 100, đế xoay, giá chỉ có 1 triệu thôi nha mọi người. Nặng 8 ký, giá chỉ có 1 triệu thôi, Eto hàm 100 đế xoay, keng sáng đẹp luôn rồi chú bác. Đấy, đặc biệt là hàng Nhật Bản hết nha mọi người, yên tâm nha. Đấy. Tiếp theo Eto kẹp ống mã số 33, giá 500.000. Đấy, giá 500.000 chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Đấy, vì giá yêu thương mình xuống hết luôn rồi, cỡ luôn rồi chú bác ơi. Mình chiều khi mình thăm cái vốn mình luôn á, chủ yếu mình muốn có một cái món quà gửi đến chú bác thôi. CMC Trademark Made in Japan nha mọi người. Made in Japan. Sản xuất tại Nhật Bản. Rồi, răng đồ là không có bị mẻ, không có bị gãy miếng nào hết nha chú bác. Răng là keng cứng hết luôn. Đây, răng nè, cứng khừ luôn, không bị bể răng nào hết. Rồi, của CMC nha mọi người, cái này là Eto kẹp ống, nhìn cái phần tai quay này của nó khá là xịn sò ha. Nhìn giống như cái con ống nước chữ T vậy chú bác. Đó, có cái ký hiệu nè. Ok, bây giờ mình sẽ quay ra mở lên thử coi, quay lên quay xuống bình thường đó nha chú bác. Rồi. Nó mở lên cao tối đa là được 100 nha mọi người. Chiều rộng của nó được 90 rồi chú bác. Chiều rộng của nó được 90, CMC Made in Japan. Mã số 33, giá yêu thương cho chú bác. Răng là quay lên quay xuống ngọt ngào, không có bị mẻ, không bị gãy răng nào hết chú bác. Của CMC nữa nha. Giá 500.000 nha mọi người, giá 500. Chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi chú bác, giá yêu thương. Tiếp theo mã số 34, một con Makita 9.300. Ok, hai viên đá 125 còn đầy hết nha chú bác, cả nắp nè. Đấy. Ok. Thông số của nó mình đọc sơ cho bác nghe nhá. Tên tuổi là 9.300 nè, đá là đá xài đá 125 đường kính nè. 100V điện chuẩn Nhật, điện 100V chú bác kim điện 220 mình không chịu trách nhiệm nổ cái bục nha mọi người. 230W là công suất tối đa, 3.000 đến 3.600 vòng 1 phút, 50 đến 60 Hz. Mã số 34 giá chỉ 600.000 thôi nha mọi người, chỉ 600.000 thôi. Đó. Lần đầu tiên tại shop Hồng Vân mình luôn. Đó, giá yêu thương gửi đến chú bác nào có theo dõi, có đăng ký, có like, có subscribe thì mình sẽ coi trước, nhận được thông báo khi mà clip lên, coi trước thì chốt trước nha mọi người. Chỉ có một con duy nhất thôi, hai viên đá còn đầy còn đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ chẳng đợi chú bác đợi lâu, test liền ngay lập tức điện 100V nha mọi người. Rồi mình đã cấp điện 100V vô cho nó, mình test máy chạy luôn nha chú bác. Hai trăm ba mươi watt bao chú bác tì đè. Nhìn nó nhỏ xài gia đình vậy thôi chứ rất là mạnh mẽ nha mọi người. Mã số 34 giá 600.000. Ok, đây cũng là con máy mài cuối cùng của clip yêu thương ngày hôm nay rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người và chú bác đã theo dõi mình tới giờ phút này. Thì mình cũng có một chút chia sẻ luôn. Đầu tiên cảm ơn tất cả chú bác đã luôn đồng hành theo dõi và chia sẻ cho mình những cái kiến thức thú vị nha mọi người. Thì mình mới có một cái clip gọi là clip giá yêu thương khuyến mãi, tất cả các mặt hàng này đều là hàng mới hết, không phải là hàng thanh lý nha chú bác. Hàng thanh lý mình sẽ có cái clip thanh lý khác. Còn cái clip này là cái clip yêu thương tất cả mặt hàng đều mới lên ngày đầu tiên trong ngày duy nhất thì hôm nay Đó, chú bác nào mà chưa chốt hàng được thì chú bác cứ yên tâm đi. Chú bác cứ đăng ký theo dõi thì sẽ có những cái clip như vậy tiếp tục nữa nha mọi người. Thì kênh mình cũng đã làm được cách đây là được 2 năm. Kênh mình cũng đã mở được 2 năm và
Số lượng chú bác theo dõi kênh mình cũng bắt đầu cũng khá là nhiều, có bây giờ đã lên tới 11 12.000 lượt đăng ký rồi. Mình cảm ơn, mình rất rất là cảm ơn chú bác. Và nên mình mới dành một tuần ra, mình bỏ một tuần lễ để mà mình có thể mình gửi đến những cái mặt hàng đó. Mình không cần quan trọng tiền bạc nữa đó, mình không còn gọi là mình đi làm nữa rồi mọi người, mà mình gọi là mình làm tặng quà, gửi mấy món quà để đến cho chú bác ha. Một tuần lễ này là mình cũng có vệ sinh, có theo dõi những cái mặt hàng của mình để mình gửi đến cho chú bác một cái giá hợp lý nhất, gọi là cái yêu thương khuyến mãi ok nhất đó. Ok, thì đấy là những cái lời chia sẻ của mình mà muốn gửi đến cho chú bác nha. Bắt đầu thứ hai này mình sẽ lên những cái mặt hàng mới lại. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều luôn, và xin một lần nữa mình xin kính chúc tất cả mọi người và chú bác thật là nhiều sức khỏe cũng như trong công việc và cuộc sống luôn luôn thành công tốt đẹp mỹ mãn nha mọi người. Và Phan Hồng Mân, kênh chuyên bán tất cả các mặt hàng nội địa đến từ Nhật, xin chào và hẹn gặp lại chú bác ở clip sau ạ.